Xin chào các bạn. Vâng, tôi RD Trần Hiệu đây. Và tôi lại quay lại với một cái slide tiếp theo nói về phân tích các tiêu chuẩn chẩn đoán trong viêm ruột thừa. Và hôm nay chúng tôi sẽ nói về cái triệu chứng là đau. Về tiêu chuẩn chẩn đoán thì thông thường thì tôi đã trình bày slide trước rồi. Các bạn lướt qua nhìn sơ qua thế này. Về triệu chứng đau. Đau trong viêm ruột thừa có cái đặc điểm là đau khu trú ở hố chậu phải. Một số anh ở miền Nam thì gọi là đau chuyển cũng được. Thế thì tôi ghi ở chữ cộng trừ ở đây thì có nghĩa là có thể có và có thể không. Tức là có ca đau quanh rốn, có ca đau thượng vị, sau đó mới về hỗ chậu phải. Có ca thì không, đau luôn hỗ chậu phải. Đau khu trú, hiểu cái từ khu trú tức là vị trí lúc này nó đã cố định rồi. Có nghĩa là bệnh nhân biết rõ vị trí đau, hỏi cái anh chỉ cho tôi vị trí đau ở đâu, thì người ta đưa tay người ta chỉ luôn. Thế không còn mơ hồ, không phải lấy tay phải sờ, phải tìm nắn bóp bóp xem đau ở đâu. Và đau ở đây tức là đau kiểu viêm, đau âm ỉ liên tục và tăng dần. Tôi để cái chữ cộng trừ ở tăng dần ở đây có nghĩa là có bệnh nhân sẽ tăng mà có bệnh nhân sẽ không tăng, hoặc có bệnh nhân sẽ giảm đi. Thế tại sao lại giảm đi? Có thể là ruột thừa đã được bao bọc, được khu trú lại. Tiếp theo, khu trú ở đây chúng ta hiểu một cái sâu hơn. Ban đầu bệnh nhân đau đau kiểu đau của phúc mặc tạng, tức là bắt đầu mới viêm ở ruột thừa. Sau đó khi viêm nó lan lên phúc mặc thành, tức là vùng hố chậu phải, thì đau lúc này nó sẽ rõ và bệnh nhân đã biết chính xác là đau ở đâu. Phần thứ hai, tiêu chuẩn thứ hai đó là ấn điểm ruột thừa đau. Thế thì điểm đau ở đây chúng ta hiểu như thế nào? Có phải là một cái chấm như chúng ta vẫn học hình học không? Hay là nó là cái điểm to như thế nào? Nếu khi chúng ta khám, chúng ta dùng ngón tay chúng ta ấn xuống thành bụng, thì chúng ta cứ mường tượng xem cái đầu của ngón tay chúng ta chính là điểm đau. Và nếu như chúng ta nhấc tay lên mà chúng ta lấy cái bút chúng ta đánh dấu vào đấy, thì đó là điểm đau. Nhưng mà hỗ trợ phải nhiều cái điểm như thế, chúng ta chọn như thế nào? Khi mà chúng ta ấn chỗ nào cũng thấy bệnh nhân đau. Chúng ta sẽ chọn một cái điểm mà chúng ta ấn vào đó bệnh nhân thấy đau nhất. Thế thì các vị trí thông thường điển hình của ruột thừa có những cái điểm đau sau: điểm mọc bên đây, điểm lăng, điểm calado. Thế điểm mọc bên đây chúng ta xác định như thế nào? Bây giờ muốn xác định được một cái điểm đau nào đó, chúng ta phải có những cái mốc cố định. Chúng ta có rốn, chúng ta có gai chậu trước trên, kẻ một đường từ gai chậu trước trên tới rốn, thì chúng ta xác định một cái điểm ở trên đó. Một số sách ở ngoài miền Bắc thì ghi cái điểm mọc bên đây là cái điểm giữa hay là trung điểm của cái đường này. Một số sách ở miền Nam hay sách nước ngoài lại ghi là cái điểm nối giữa 1/3 ngoài và 2/3 trong. Thế nhưng khi mà tìm về cái ý văn của cái ông mà bữa nay ông viết ấy, thì đây thực sự là một cái tập hợp điểm nằm giữa cái điểm mà nối 1/3 ngoài với 1/3 giữa. Đây. Ở đó chúng ta có thể ấn ở chỗ 1/3 giữa đau hoặc là chạy dọc theo 1/3 ngoài đau. Nhưng thông thường thì ở hai vị trí 1/3 giữa hay là 1/3 ngoài là đau. Thế còn điểm lăng là cái điểm nối giữa 1/3 bên phải và 2/3 còn lại của cái đường nối hai gai chậu trước trên. Điểm calado là cái điểm nối giữa bờ ngoài cơ thẳng bụng bên phải và đường nối hai chậu trước trên. Thế còn điểm sau chân bào chậu, điểm này thì thường gặp ở trong viêm ruột thừa cấp ở sau bánh tràng.
được xác định bởi cái bờ ngoài của cơ lưng to và bờ trên của mào chậu. Thế rồi ở đây là những cái điểm mà chúng ta đã biết bởi cái cách xác định điển hình như thế này rồi. Thế thì với những cái điểm mà khi chúng ta ấn vào mà nó khác với những cái điểm này thì chúng ta phải mô tả như thế nào? Chúng ta cũng dựa trên cái nguyên lý cơ bản, đó là xác định các mốc cố định, ví dụ như xương, ví dụ như cơ, thì chúng ta ghi vào trong bệnh án là chúng ta điểm giao của bờ sườn với cơ lưng rộng chẳng hạn, vân vân. Hoặc là chúng ta dựa trên các điểm đã xác định, tôi lấy ví dụ chúng ta ghi là gì, lên trên và ra ngoài so với điểm mắc ở đây 2 cm chẳng hạn. Khi chúng ta đã viết một cách rất là cụ thể và định khu như thế thì chúng ta mới có cơ sở để chúng ta khám các dấu hiệu và triệu chứng tiếp theo. Và hôm nay chúng ta chỉ nói tới đây thôi. Để nói nhiều nữa thì tôi thấy là nó dài quá, các bạn theo dõi cũng chán và không muốn nghe thêm. Hẹn các bạn vào cái video tiếp theo. Goodbye.